lái xe máy chở theo cây sắt chắn ngang đường, người phụ nữ gây nguy hiểm giao thông và diễn biến sau đó khiến ai cũng bất ngờ. Mới đây, một đoạn clip làm ai khi mới xem đều không khỏi giật mình sợ hãi khi một bà cô có máu liều nhiều hơn máu não, coi thường sự an nguy của những người đi đường và ngay chính bản thân mình. Cụ thể, bà cô này đã mua một thanh sắt dài nhiều mét rồi sau đó cột lên xe máy để chở về nhà. Tuy nhiên, với trí khôn của ta đây, bà cô đã cột thanh sắt làm chắn ngang đường, khiến các phương tiện giao thông di chuyển hết sức nguy hiểm, thậm chí là không thể đi qua vì rất dễ bị cây sắt va vào. Trước hành động cực kỳ nguy hiểm này, hai thanh niên đi xe máy phía sau đã quyết định gọi cô dừng lại, giúp cô chở thanh sắt này về nhà theo cách an toàn hơn nhiều. Không biết thảo đường nào luôn. Đây. Đây là anh em tôi lại phải vác luôn cái cây cho cô ấy anh em ạ. Quá nguy hiểm. A few moments later. Mình thường là người tốt, biết giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Được hai lon bảo hút mà được tặng kèm một đôi tay màu đen. Quá biết anh em ạ. Với cách vác thanh sắt theo chiều dọc của chiếc xe, hai thanh niên đã về đến nhà thành công mà không gây ảnh hưởng các phương tiện giao thông khác. Trước lòng tốt của người lạ tình cờ gặp trên đường, bà cô sau đó đã mua vài lon nước ngọt để thay như lời cảm ơn chân thành gửi đến hai thanh niên. Mặc dù video rất ý nghĩa về phần giúp đỡ người khác, thế nhưng dân tình cũng rất phẫn nộ về hành vi chở thanh sắt của bà cô ở ban đầu video, thậm chí là lên án cả người bán thanh sắt này vì để cô chở hàng công kênh nguy hiểm như thế kia. Một vài bình luận đáng chú ý mà dân tình đã để lại. Nể cô này một thì nể người cột sắt này 10, khó thế mà họ cũng làm được. May mà chưa va vào ai, không lại mệt chuyện, IQ chắc phải cao lắm mới chở kiểu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.